Thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay buổi sáng mát dịu, đến buổi trưa nền nhiệt tăng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay 10 tháng 10 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu ngày có nắng, chiều tối vài nơi có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm từ 87 đến 92%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 10 năm 2024, mực nước cao nhất 350 cm vào lúc 3 giờ 30 phút và mức thấp nhất 125 cm lúc 12 giờ 30 phút.